đã đến với kênh bất động sản của tôi. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2020. Thì hôm nay tôi sẽ làm một clip về cập nhật về tiến độ của dự án Phú An Garden ở xã Trường Quận Thốt, Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đó. Thì quý vị có thể thấy đây là cái trục đường chính của dự án. Thì hiện quý vị có thể thấy là tất cả cái dãy nhà phố shop house nè, trục đường chính này nè, đã đang được lên tường vây hết cả rồi nè. Rất là đẹp như quý vị. Tiếp theo đó là hệ thống điện. Đó, quý vị thấy có thể thấy đây, cây cục điện trong dự án của mình. Thì chủ đầu tư đã bắt đầu là đã lên cục điện rồi. Đó. Thì mình sẽ đi một vòng cho quý vị khách hàng nhìn sơ về cái dự án của mình trong vòng khoảng mấy tháng gần đây nó sẽ thay đổi như thế nào nha. Xin mời. Thank you.